bác sĩ điều trị bệnh viện thú y Tim Mắt Từ Sơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về bệnh viêm ruột do virus Marburg ở chó, cách điều trị cũng như là biện pháp phòng ngừa. Thì bệnh Marburg hay là một tên gọi khác của bệnh viêm ruột do virus Marburg gây ra ở chó, đặc biệt là những chó non dưới 1 năm tuổi. Đây là một bệnh kỳ nguy hiểm và tỷ lệ chết cũng rất là cao, trên 80%. Vậy nguyên nhân bệnh Marburg là do đâu? Thì nguyên nhân là do chó chưa được tiêm phòng vaccine, chó có sức đề kháng yếu như là nhiễm run sán và bị rối loạn tiêu hóa hoặc là viêm ruột thông thường, sau đó thì kế phát sang Marburg. Cái triệu chứng điển hình của một chú cún bị Marburg mà chúng ta có thể quan sát được, đầu tiên là bỏ ăn hoặc là ăn ít, sau đó thì ủ rũ, mệt mỏi, có thể là sốt cao hoặc là thậm chí là sốt rất là cao, đi ngoài phân có thể là lỏng hoặc là sệt sệt, nhưng có một mùi tanh đặc trưng. Còn những bạn mà bị khoảng 1-2 ngày thì đa phần là phân sẽ có máu, có màu tươi hoặc là phân màu hồng, mùi tanh rất đặc trưng. Và trường hợp thứ ba đấy là nôn mật xanh mật vàng, nôn liên tục. Đấy là những cái dấu hiệu điển hình đặc biệt bị qua hô. Thì sau khi mà mình thấy những có triệu chứng đấy thì mình sẽ xử lý như thế nào? Có một số bạn thì sẽ đi, các bạn ấy nuôi nhiều quen rồi thì các bạn ấy sẽ có thể mua cái test virus như thế này. Test virus như thế này, đây là một test virus qua hô, bộ kit test qua hô. Bạn lấy dịch mắt, mũi, miệng, sau đấy là và dịch phân cho vào cái lọ nước này. Rồi test thử thì nếu lên hai vạch là bị dương tính với papovirus. Khi mà đã chắc chắn là papovirus thì mình khuyên các bạn chân thành là nên đưa đến phòng khám thú y, cơ sở thú y gần nhất để được điều trị tích cực. Bởi bản thân đây là bệnh virus không có thuốc điều trị đặc hiệu, thế nên là nếu các bạn cứ điều trị bằng các cách khác nhau ở nhà để xem có đỡ hay không thì nó sẽ bỏ lỡ một cái giai đoạn vàng để điều trị. Và những ngày sau thì con vật nó sẽ yếu rất là nhanh và kể cả có điều trị tích cực tại bệnh viện thì cái hiệu quả cũng không cao. Còn với những bạn mà không có ở gần cơ sở thú y hoặc là không có điều kiện đưa đi thú y thì mình có thể hướng dẫn các bạn cái cách điều trị như thế này, nó không được hiệu quả 100% nhưng cũng có thể giúp các bạn, hỗ trợ các bạn điều trị tại nhà. Thứ nhất, nếu các bạn biết lấy ven truyền dịch thì đấy là tốt nhất. Tức là khi mà con vật có bị đi ngoài thì nó sẽ mất nước rất là nhiều. Các bạn đeo ra lên có những con khoảng mấy giây sau mới trở lại đàn hồi thì đấy là nó sẽ mất nước nặng. Truyền nước thì bạn có thể mua kim bướm hoặc là dịch kim bướm của người và dịch truyền của người bình thường thôi. Mình truyền cũng dịch như là lactate, muối và đường đều là mua của thuốc người được. Sao liều truyền thì nếu mà đến thú y thì mình sẽ đánh giá theo độ mất nước và cân nặng để đưa ra cái lượng truyền cụ thể và chính xác nhất. Nhưng nếu ở nhà thì mình có thể đưa ra một cái liều an toàn, khuyến cáo mà không quá, không sợ sốc, tức là không sợ thừa dịch truyền, cũng không quá ít, đấy là khoảng từ 50 đến 80 ml trên 1 kg thể trọng cho một lần truyền. Một ngày truyền có thể một lần, tùy vào cái độ nôn nhiều hay nôn ít, nhưng tối đa cũng chỉ có 2 lần thôi. Đấy là về, còn những bạn mà không ít truyền thì bạn có thể mua Orezon hoặc là đường gluco để bơm cho uống. Nhưng thực ra thì những tình trạng bị bao vô nôn rất là nhiều nên việc uống bằng đường uống, bổ sung bằng đường uống rất là hạn chế, gần như là không hiệu quả. Cái thứ hai đấy là thuốc điều trị. Thì hiện tại trên thị trường đã có bán kháng thể điều trị qua hô, mình có thể điều trị bằng kháng thể kèm với lại thuốc kháng sinh mua ở hiệu thuốc thú y kết hợp với lại trợ sức trợ lực và chống nôn cầm máu. Mình lưu ý cái việc chống nôn bạn, nếu mà chó chỉ nôn khoảng từ 1 đến 2 lần thì các bạn để cho cúm nôn, đấy là cái hiện tượng sinh lý bệnh lý bình thường, chưa cần phải sử dụng.
Còn nếu mà khi mà nôn quá nhiều thì mình mới dùng thuốc chống nôn. Cái thứ hai đấy là việc cầm đi ngoài, thì trong 3 ngày đầu các bạn chưa nên sử dụng thuốc cầm đi ngoài bộ, để cho nó tháo hết cái phân ở trong ruột nó đi, bởi vì là cái phân đấy là cái chất chứa mầm bệnh. Dịch nôn và phân là cái chất chứa mầm bệnh. Sau ngày thứ ba là cái lượng đi ngoài nó cũng nhiều, mình mới sử dụng các thuốc cầm. Có thể sử dụng các thuốc dân gian như là lá cây lược vàng, lá cây nhọ lồi hoặc là lá ổi. Còn tây y thì có một loại cầm về cái thuốc cầm đi ngoài khá phổ biến, đấy là Smecta. Thì các bạn cho uống thêm. Kháng sinh các bạn duy trì tối đa là 7 ngày, không quá 7 ngày. Còn sau cái giai đoạn đấy mà con vật tỉnh táo hơn nhưng mà chưa ăn được, thì bạn có thể kết hợp là bơm đường glucose này, nước cháo loãng kèm với men tiêu hóa cho cún để nó sẽ hồi phục dần. Trên đây là mình hướng dẫn cái cách có thể các bạn điều trị tại nhà được, tuy rằng là cái hiệu quả nó không phải được cao như phòng khám, nhưng nó cũng sẽ giúp các bạn hỗ trợ cái con chó của mình trong cái giai đoạn không biết đưa đi đâu. Nếu cứ để như thế thì chắc chắn nó sẽ chết, tỷ lệ chết của những trường hợp đấy gần như là 100%. Sau đấy là cách điều trị. Còn bệnh bao vô nguy hiểm như thế thì chúng ta làm thế nào để phòng ngừa? Thì cách tốt nhất mà để phòng bệnh bao vô đấy là tiêm phòng vaccine đầy đủ đúng liệu trình. Một chú cún con nên tiêm phòng vaccine vào giai đoạn 42 đến 45 ngày tuổi là tốt nhất. Mũi tiêm 3 mũi của năm đầu tiên, mỗi mũi cách nhau 21 ngày. Tẩy giun sán định kỳ, chăm sóc tốt, tránh những cái hiện tượng ngộ độc thực phẩm hoặc rối loạn tiêu hóa. Và một điểm nữa đấy là khi bạn mua một chú chó mới về nhập đàn với những con chó ở nhà thì bạn nên cách ly ít nhất là 21 ngày để cho theo dõi cái sức khỏe của tình trạng của con chó mới đấy xong mới cho nhập đàn. Trên đây là một số hướng dẫn của mình, một số chia sẻ của mình về bệnh viêm chủ do virus Parvo. Hy vọng là những chia sẻ này có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc các bạn có thể nhắn tin về fanpage của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc Từ Sơn. Bọn mình sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.